cái gì vậy cha? Cái gì vậy? Tự nhiên vô đánh khủng long, nó đâu có làm gì mình đâu. Khủng long với con mát kìa anh chuối. Nó bay luôn rồi. Nấm đâu rồi? Ê nấm nè. Ê nấm nè mày. Từ từ. À bỏ anh làm việc liên bên đi, bỏ em chơi trong đây tí nè. Ê nhấn 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 u đi, nhấn u. Đây đây đây, nhấn u, nhấn u, nhấn u. Ê ê ê, qua đây chơi. anh phải thấy cái này này nè anh kêu rồi. Thằng mát chết rác rồi. Ê nhìn nè. Ê nhìn nè, nhìn nè. Nè nè, mát 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 mát. Nắm rồi, nắm, nắm rồi. Ê đồ. Ê. Từ 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 từ. Bộ bu đâu rồi? Bu đâu? Bu chẳng bê nói chuyện đi bu. Chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với ARK. Coi nấm nè. Nấm nè xíu. Ô, ô. Ô, ô. Ê, thằng nào mới đây kìa. Thằng nào, nè, rớt cục cực kìa, nào rớt cục cực kìa. Ôi, lộn luôn, dơ. Dơ. Dơ vãi luôn. Thằng làm cái rìu đây. Ôi, rấm đừng chạy xa quá. Đừng chạy xa quá, rỉa cục nữa. Rấm đừng chạy xa quá. Đừng chạy xa quá nấm ơi. Nấm đây hả? Màu hồng luôn. Ê, ê, nó giết nguyên rồng luôn kìa. Đuổi nó, đuổi theo nó. Giết nó. Cái gì vậy bưởi? Ôi, tôi bị hư rồi. Cắt nó. Ê, một mình quýnh nhau rồi. Ủa nó chạy dai vậy hả? Ôi chết rồi. Ôi chưa chết. Ê da, ê da, đừng quýnh tôi. Nó chạy rồi. Ủa mấy đứa làm gì mà kỳ cục. Đói bụng rồi mẹ ơi. Ô, ô kia có con gì kìa. Ê còn có con ở sau đằng sau. Ê con này bị kẹt rồi nè. Ê hai con. Nó nhổ. Nó nhổ nước bọt kìa. Ê nấm ơi. Chết rồi. Nấm chết ngắt rồi. Tôi chết luôn rồi. Bu nè. Ủa bu đủ rồi ra đi nãy giờ đâu bu. Không ý là sao rồi bu? Nãy giờ sao không nói gì vậy bu? Im re bu ơi. Nhấn chữ B để nói bu ơi. Bu bu đấm đấm đấm. Bu kiểu. Ủa này đâu phải bu. Cái này mát mà. Mát.
cái này má, tôi tưởng là bu. Ờ, nãy giờ không lên tiếng. Ê. Em khủng long của lo bự kia kìa nấm. Chạy qua chơi đi. Chạy qua chơi đi, sinh tồn làm gì. Ê, zone 3 là, ôi. Ê, bơi ngửa nè. Ê, ôi, con cá kìa. Ủa mắt rồi bay. Ủa tôi à, đây ơ à, tôi thấy mấy ông rồi. Gì vậy? Gì vậy? Xuống bơi. Cái gì? Ê. Ừ. Không biết. Nấm. Ủa? Tôi bơi được mà có thể gì đâu. Ờ, bơi thử. Đi. Yeah, bơi đi. Bơi ngửa. Ờ, bơi bình thường mà có gì đâu. Ủa, con nguyên quái thú luôn kìa. Trời. Ê, chọc nhầm con nó rồi quá. Ê, trời ơi. Quá rồi. No. À. Gãy xương rồi. Nấm ơi. Gãy xương rồi nấm ơi. Ôi. Nấm ơi, lại chỗ tôi Nấm ơi. Trời ơi, tôi đứng dưới hãng nó luôn nè. Tôi chưa đủ 10, có 4 à. Thách vô hết rồi. Ê, chết rồi. Tôi nhìn cái chân con quái vật. Tôi nhìn cái chân con khủng long, tôi tưởng con cây cây gỗ, tôi đấm nó cả. Em đùa thôi anh ơi. Anh sáng về làng nè mấy đứa. Đâu rồi? Ra đốt chim nó đi. Come on. Chạy châu. Ôi chim nó nè. Trời ơi. Trời ơi, cục cất bự quá. Anh kia nó lồng cục cất xong nó ỉa là cục cất nhỏ hơn. Anh em để từ để em xét nghiệm. Ê, con này ăn cất rồi. Trời ơi. Ôi nữa hả? Nào vậy? Ăn mát. Cục cứt mát nè. Coi nè, lại xét cái lại khám nghiệm. Đây ngồi xuống sao vậy? Chữ X. Chữ X với chữ C á.
con này nó làm sập đất hết trơn. Đi chỗ khác đi. Có cái chỗ nào hay hơn không? Ê, có cái đồ sáng bên kia chạy qua bển đi. Hết thức ăn rồi bà. Hết thức ăn á. Không biết chạy tới đó không. Này giống hơn người game ba. Ờ không cạo râu nữa vậy. Ôi 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 anh ơi anh ơi 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 anh hại cậu. Nè, ngay cậu con hại cậu. Đấy con này con gì ta? Con hại cậu nhìn như con heo rồi. Ê nào đến vậy? Ôi ôi ôi. Ôi đi chạy sợ quá chạy mất tiêu. Đánh nó. Con này. Ok. Nó chết rồi. Ôi, ôi, ôi. Ô, ô, ô. Nó văng tuốt kia luôn. Nó văng tuốt kia luôn. Thôi đi đi, nắm nó rồi. Nó bị chó dí. Chó dí kìa. Rồi, có gì nữa đó, đi rồi. Nắm rồi. Ủa đâu? Ở đằng kia. Ê. Ồ cái khu vực này đẹp quá. Có. Đi nó ơi. Rồi. Ê có khủng long đi theo ông luôn. Ông cảnh ơi bị đẹp luôn, có nguyên khủng long chạy theo ông nhảy theo luôn. Chạy đi mấy ông ơi, vừa chạy vừa nhảy đi. Nấm đâu rồi? Hình như mình chạy gần tới rồi đó. Ôi bự là bự luôn kìa. Sao mấy ông đi chậm vậy? Có khi nào người ngoài hành tinh không bay? Ủa người ngoài hành tinh đó. Ghê hả? Ngáo ngáo là ngáo rồi coi kìa đập khủng long. Từ tôi khát nước, tôi đói nữa, tôi chả còn gì hết á. Mấy ông đâu vậy? Ôi kìa, đẹp quá trời. Nấm kiểu tấm tiên. K là survival mà mình làm thành nó thành cái series gì quá. Biết rồi chào mừng các bạn sinh tồn với những thằng cởi chuồng. Cởi chuồng sinh tồn có gì sáng vậy? Sao chó vậy? Ô ô anh em xuống. Ít nhất phải có một thằng sống sót ở đây nha, để tôi TP qua thằng đó. Ghê. Mắt, mắt chưa chết nữa. Ôi, người ngoan tính men. Ê, 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 gì vậy? Ngon vô. Thì có thể là video này chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi. Và hẹn gặp lại trong lại những video sau. Và nếu thích thì bọn mình sẽ làm một cái series hoàn chỉnh. Ý là cái series không phải vui mà là series survival luôn. Nãy giờ mình chơi vui thôi.